Chào các bạn đã đến với kênh KT Food Stories. Ngày mai 11 tháng 1, KT sẽ livestream bán hàng bánh mứt, bánh tét, bánh chưng vào đúng 4 giờ chiều ngày mai giờ ở Nam Cali. Hy vọng là KT sẽ gặp các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh KT Food Stories. Hôm nay KT xin chia sẻ với các bạn cách làm dưa giá cấp tốc ăn cho ngày Tết. Loại dưa giá này là mình làm trong vòng 1 tiếng đồng hồ là mình có ăn, không cần phải chờ đợi dài ngày. Cho nên là công thức này rất là nhanh gọn, dành cho bạn nào mà không có thời gian và muốn ăn liền, ăn cấp tốc. Thì nguyên liệu mình gồm có một bịch giá, tức là tương đương với lại 800g, là 2 pound giá. Một tô hẹ khoảng chừng 160g, cà rốt một củ, bào sợi như thế này thì khoảng chừng 130g. Ở đây mình có 1 lít nước, nửa lít giấm, nửa lít đường và một muỗng cà phê muối, nửa lít đường nè, đó khoảng chừng một chén dung nha các bạn. Cái này nó to hơn cái chén bình thường ăn cơm. Rất là đơn giản các bạn. Các bạn bỏ giấm vào trong một cái thố như thế này. Đường, muối và nước. Mình trộn đều nó lên. Đây các bạn. Khi mà đường tan, muối tan nữa, mình cho giá, hẹ, cà rốt vào. Cái đến mình trộn hết cho nó đều các bạn. Cái này là làm ăn cấp tốc, đôi lúc không có thời gian để mà ngâm vài bữa, thì cái này là làm trong vòng tiếng, nó xìu xuống là có ăn rồi. Sau 10 phút là nó xìu như thế này nè. Rồi mình đợi khoảng chừng tiếng là nó xìu xuống. Ngon lắm. Còn nếu như mà bạn không có muốn nó xìu quá, mình có thể ăn trong vòng 15 phút cũng được. Mà muốn nó thấm thì để khoảng 1 tiếng. Giờ nó xèo xuống nè, mình gấp ra mình ăn được rồi. Thế thì sẽ ăn cuốn bánh tráng thử chung với lại dưa chua. Đây là dưa chua ở nhà làm luôn rồi các bạn. Dưa chua cấp tốc thì Thi cũng chia sẻ rồi. Ngâm trong vòng có 8 tiếng là có ăn ngay, không cần phải ngâm mấy ngày. Múc ra tô nha. Để bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Độ chua ngọt vừa phải, giòn ngon các bạn. Trong 1 tiếng là có ăn rồi, ngon quá. Đây, nguyên một cái nồi thịt kho các bạn, ngon dễ sợ chưa? Thịt kho mình đã chia sẻ rồi cho nên là Kitty sẽ để link dưới phần bình luận á, với lại phần mô tả cho các bạn. Bạn nào muốn làm một nồi thịt kho trứng giống gì á thì nấu rất là đơn giản. Nấu bằng cái nồi áp suất á các bạn, nồi instant pot á, nó nhanh lắm. Mà ra cái màu rất là đẹp nha. Hấp dẫn quá. Mình ăn thử dưa giá trước nè. Đây, đó, cho vô trong bánh tráng, cuốn ăn nó mới ngon các bạn. Xong mình cho một ít xíu dưa chua. Mình cho ba rọi. Cho thịt kho nè, các bạn thấy không, nó mềm nè. Rồi vô cái là nó mềm như thế này nè, ăn nó mới ngon. Trứng. Mời các bạn nha. Chào ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú ăn đi. Con mời ông bà cô chú con ăn. Mời các bạn. Mời mời. Trứng. Thịt. Ngon không? Chén qua đây ngồi nè con. Ngon. Cái nước này mình nấu không có làm không có quá mặn. Nước thịt kho. Lâu lắm mới ăn món này lại. Ừ. Tết có nấu không? À. Ủa uống hả? Dạ. À? Không có ghiền hả? Ngày Tết mới ăn nhưng mà thật ra khi nào thèm là cứ nấu ăn các bạn ơi. Mình không có đợi cần đợi Tết.
Ăn nhớ Việt Nam. Hồi sáng giờ để bụng để ăn này không? Dư dã ngon á. Nhanh ha. Tiếng mà có ăn. Vị chua. Ở nhà làm mà cũng cấp tốc luôn. Cái công thức nguyên thủy là làm tới mấy ngày. Này có 8 tiếng. Phải giòn, ngon. Để mấy tháng không hư nha. Nếu là các bạn muốn ăn cấp tốc thì làm kiểu này. Còn nếu mà muốn ngâm qua mấy ngày sau ăn á, phải giảm lượng lại. Đường mà giảm phải giảm lại, không thôi á, nó thấm quá cũng không phải ngon nữa. Mình làm cái công thức vừa phải. Nhưng mà cái công thức này là cho cấp tốc nha các bạn. Cái công thức này hồi xưa Katie làm, tại vì biết sao không, bận rộn làm nhà hàng á, cho nên là Katie làm những cái công thức mà nó nhanh gọn các bạn. Lúc mà làm nhà hàng xong về rồi còn phải ăn Tết nữa, cho nên là nghĩ ra cái công thức này để làm. Ăn Tết thì được. Nè. Cái mỡ nè. Cái da. Nhìn hấp dẫn không? Là ca ăn thấy sao? Nãy giờ thấy im ru và rù ta. Ngon chứ. Ngon nè. Tập trung ăn. Này là ăn Tết sớm luôn. Năm nay Tết nhiều cuối tháng à? 22 tây là Tết. Ủa? Sớm vậy ta? Này cũng cấp tốc hả? 8 tiếng. Lúc mà Katie chỉ cái công thức làm dưa chua này nè, dưa cải chua, rất là nhiều bạn không có tin. Và khi mà làm xong rồi mới thấy vui, mấy bạn nó vui, thiệt là vui luôn. Nó không ngờ 8 tiếng mà ra dưa chua ngon vậy á. Thường thường là bao lâu nhé, cấp tốc? Thường thường nó tăng 5-4 ngày. Vậy á? Ok. Tại vì cái công thức mà Katie chia sẻ 8 tiếng á, thì những bạn mà chưa làm qua nghĩ là không có thể nào mà ra kết quả như vậy hết. Tại vì nấu nước sôi thiệt sôi rồi đổ lên cải thì nó sẽ chín. Các bạn nghĩ là như vậy nhưng mà thật ra không phải. Nếu mà nó chín là mình đã không có chia sẻ các bạn rồi. Tại vì cái cải á, cái mùa lạnh này nè, nó còn ướt mà nó lạnh. Mình đổ cái nước sôi lên mà mình đổ cái cải xuống nhiều, mình đổ nước sôi vô cho nên nó không là gì hết á. Nó chỉ ấm thôi. Và nó có giấm trong đó cho nên nó làm cho cái màu của, như là đường á các bạn, đường thốt nốt, nó làm cho cái màu cải nó lên vàng. Cho nên nó ngon lắm các bạn, nó giòn rụm luôn, phải nói là giòn rụm luôn. Mình đã chia sẻ cái video này rồi. Nó không hề chín. Mà làm giống như trang công thức của Katie dùm. Có một em sẵn đây tâm sự luôn. Em ấy mắng vốn mình, kể cái good mà cũng kể cái con luôn, cái gọi là pro con kể luôn. Em ấy mắng vốn nói chị ơi, xem làm y chang công thức của chị mà cải nó bị móc. Mình nghe là mình biết sai rồi, xong rồi mình nó hỏi em ơi, em làm y chang là như thế nào, em làm là bao lâu, em ngâm 8 tiếng, 10 tiếng là ok rồi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chua thì chua, bạn muốn thấm thì thấm. Mình ngâm 15 tiếng cũng không sao. Nhưng mà em ấy ngâm tới 1 tuần. Và em ấy lên mắng vốn Katie là làm bị móc. Tại vì lý do là em, sau cuối cùng mình phát hiện ra, mình hỏi em ấy trả lời em ngâm 1 tuần chị.
Thì hỏi làm sao mà không mất, nói làm công thức y chang KT mà thật ra bạn thay đổi công thức của mình thì nó đâu có còn giống y chang của mình nữa đâu. Đó, cho nên là các bạn theo công dõi công thức và làm y chang dùm KT. Ví dụ như mình nói bao nhiêu lít nước, bao nhiêu giấm thì bạn làm y chang, bao nhiêu bao cải, bao nhiêu ký, bạn chuyển qua thành ký, làm giống vậy thì nó sẽ ra công thức giống vậy thôi. Này là khai thiệt nha, Tết năm nào KT cũng tăng ít nhất là 5 tới 7 pound, năm nào cũng vậy á. Tại biết sao không? Năm nào cũng kho một cái nồi thịt kho hộp vịt từ 7 tới 10 pound. Mãi nhà ít có ai ăn, có mình mới ăn như. Mà ăn ăn lần nguyên cái nồi thịt kho mà 10 pound. Không ai ăn, có mình mới ăn. Lại càng ít lắm. Xong rồi cuối cùng khi mà Tết xong rồi đó, rồi ăn bánh tét rồi nữa. Cho nên là tăng lên tới cỡ 5 tới 7 pound. Ăn liên tục luôn. Đó các bạn ơi. Dưa giá, dưa chua ăn. Nguyên một cái thao ăn còn có nhiêu đây thôi. Ôi no quá chừng luôn. Thì KT mến chúc các bạn có một mùa Tết thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân nha. Hy vọng các bạn thích video này, và nếu như thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Chào mẹ cô chú, con cảm ơn ông bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Rồi con chúc ông bà cô chú Tết làm con sao? Chúc ông bà cô chú một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Giỏi. Thank you, chị Đành. Bye bye. Bye. See you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.